Xin chào tất cả anh em ạ. Hôm nay tiếp tục về con máy Nhật Bản nha anh em. Trong tầm này khoảng 700 à 800. Hai trăm qua dao 270. Anh nâng đo liền cho nóng vậy đó. Lỗ 5 tấc đây nè, rộng quá đút vô nó không vừa, rộng quá đút vô không vừa. Móc nguyên cầu hay móc cao tới lên qua bằng 450 nha nè. Đó, thả cho cổ luôn anh. Cái này